Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong tuần. Đây là sân cỏ nhân tạo mới được đưa vào sử dụng khoảng 2 tháng nay tại xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ do một cá nhân đầu tư xây dựng với diện tích gần 1.000 m². Vào các buổi chiều hàng ngày, các em nhỏ trên địa bàn xã đều tới đây đá bóng. Với ưu điểm vừa an toàn sạch sẽ, lại êm chân, dễ di chuyển nên những sân cỏ mini như thế này thu hút người dân tham gia. Có thể thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều sân bóng đá mini cỏ nhân tạo ở các địa phương là tín hiệu tích cực góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các hội viên phụ nữ ở thị trấn Khói Châu, huyện Khói Châu chuyển sang các hình thức tập thể dục thể thao phù hợp, khoa học theo từng nhóm từ 2 đến 3 người. Thay vì đến phòng tập sau giờ làm việc, chị Tang và chị Thúy lựa chọn ban công nhà mình làm nơi tập các bài yoga cho cơ thể dẻo dai, thon gọn. Hơn 300 hội viên phụ nữ khác trên địa bàn thị trấn Khói Châu cũng tự rèn luyện thể thao tại nhà với những môn phù hợp như đạp xe tại chỗ, ngồi thiền, yoga, nhảy zumba. Tập ở nhà không khí thoáng đãng, trong lành, vì thế nâng cao hiệu quả tập luyện lại đảm bảo phòng chống dịch. Trong bối cảnh các phòng tập, nhà tập đóng cửa để phòng dịch, thì thị trường máy tập, dụng cụ tập thể dục thể thao tại nhà đang sôi động do nhu cầu của người dân cao. Một cửa hàng dụng cụ thể thao trong tỉnh cho biết, hiện nay thị trường đa dạng các dụng cụ tập phù hợp với tập gia đình được nhiều người lựa chọn như máy chạy bộ đa năng, xe đạp tại chỗ, ghế massage, sàn tạ hay bàn bóng bàn, giá từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Ưu điểm của các loại dụng cụ tập này là phù hợp với không gian gia đình, đáp ứng được nhu cầu luyện tập của các lứa tuổi. Trong khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thì các dụng cụ tập thể dục thể thao tại nhà sẽ hỗ trợ đắc lực việc tập thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe để tăng cường sức đề kháng của người tập. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Mỹ Hào là một trong những địa phương có phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh, trong đó tỷ lệ gia đình thể thao ở mức cao. Dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song các gia đình vẫn có những cách thức phù hợp để duy trì luyện tập thể dục thể thao. Gia đình ông Phạm Văn Ngôn và bà Phạm Thị Quỳnh ở tổ dân phố Ngo, phường Bạch Sam là gia đình thể thao tiêu biểu bởi 6 thành viên sống cùng nhau đều tập thể thao. Mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp với mình. Bà Quỳnh đều đặn tập dưỡng sinh tại nhà, còn ông Ngôn chơi bóng chuyền hơi và đạp xe thể thao. Người con trai sống cùng ông bà là anh Dũng, giáo viên dạy thể dục trường trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, là một tay vợt giàu thành tích môn bóng bàn. Ngoài ra, vợ và con anh Dũng thường xuyên tập cầu lông và nhảy dây. Thứ nhất là tăng cường sức khỏe cho từng cá nhân thành viên trong gia đình. Nó cũng là cái chất lượng cuộc sống của gia đình. Có khỏe thì mình mới có được những cái hoạt động nó mang nhiều ý nghĩa và nó hiệu quả. Chúng tôi là vẫn động viên cho các cháu là nó nói chung là cái môn thể thao để các cháu nó khỏe mạnh. Mùa dịch thì là nắm hôm thì cứ tập ở sân này, xong rồi nó không thì lâu lâu thì lại chỉ cứ đi bộ ra cổng thôi. Gia đình ông Đào Đình Tràng ở thôn Thuần Mỹ, xã Hòa Phong được biết đến là gia đình có tất cả 4 thành viên chơi môn cầu lông. Vốn là người đam mê cầu lông, ông Tràng dạy cho vợ và hai con tập cầu lông như mình. Cuối năm 2020, gia đình ông xây dựng nhà tập cầu lông để thuận tiện cho gia đình tập luyện hàng ngày, rèn luyện sức khỏe. Dịch thì mình không đi ra ngoài nhiều, thì mình ở trong nhà mình đánh vợ con, các con cháu đánh cho nó khỏe mạnh. Xã Hòa Phong có trên 800 gia đình thể thao trong tổng số hơn 3.000 hộ gia đình. Địa phương này luôn chú trọng phát triển phong trào thể thao trong từng gia đình. Hướng cho nhân dân thực hiện cái hoạt động thể thao, vừa đảm bảo cái sức khỏe, vừa thực hiện tốt các cái biện pháp phòng chống dịch. Cái hoạt động thể dục thể thao quần chúng thì tập trung chủ yếu là vào cái hoạt động ở các hộ gia đình. Theo thống kê của Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào, tỷ lệ người dân thường xuyên tập thể dục thể thao của thị xã đạt 31%, số gia đình thể thao đạt trên 28%. Gia đình thể thao chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.
về phía cơ quan chuyên môn cũng có những cái hướng dẫn cho các ngành đoàn thể đấy, như là hội phụ nữ rồi là hội cựu chiến binh đoàn thanh niên vân vân của các địa phương tập trung để phát triển các cái gia đình thể thao, mục đích làm cho các thành viên trong gia đình gắn kết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.